Những ngày gần đây, Triệu Vy bị nhiều người chỉ trích trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nguyên nhân là phim mới do cô đạo diễn Không Còn Tình Yêu Khác có sự tham gia của Đới Lập Nhẫn, người được cho là từng tham gia hoạt động ủng hộ Đài Loan tách khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều người phản ứng trước thông tin diễn viên Nhật Bản Mizuhara Kiko góp mặt trong dự án bởi Mizuhara Kiko từng bấm thích một bức ảnh có nội dung nhục mạ cộng đồng Hoa ngữ. Ngày 15 tháng 7, đoàn phim Không Còn Tình Yêu Khác ra thông cáo báo chí cho biết Đới Lập Nhẫn bị loại khỏi danh sách diễn viên. Phía đoàn làm phim đã làm việc với nam diễn viên những ngày qua, đề nghị anh tỏ rõ thái độ về phong trào ủng hộ Đài Loan độc lập. Sau nhiều lần nói chuyện, thái độ của ông Đới vẫn lập lờ. Chính vì thế, đạo diễn và toàn bộ nhà đầu tư quyết định đổi diễn viên chính Đới Lập Nhẫn. Đoàn phim xin lỗi khán giả vì không tìm hiểu kỹ trước khi chọn diễn viên, gây tổn thương tới công chúng. Trước khi ra thông cáo báo chí, Triệu Vy đăng tâm thư trên trang cá nhân, nói rằng những gì cô có được hôm nay là do đất nước mang lại. Hoa Đán phủ nhận tin đồn đã nhập quốc tịch Singapore. Trong tâm thư, Triệu Vy cho biết Mizuhara Kiko không thuộc đoàn phim. Tuy nhiên, khán giả cho rằng cô không thành khẩn. Bởi trong poster trước đó, danh sách diễn viên có Mizuhara Kiko. Phía đoàn phim không giải thích điều này. Đây là lần thứ hai Triệu Vy vấp phải làn sóng tẩy chay lớn ở Trung Quốc. Lần đầu là vào năm 2001, khi nữ diễn viên mặc bộ đồ in hình giống cờ Nhật Bản. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Triệu Vy cũng khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy không hài lòng và tẩy chay cô. Bởi một chia sẻ trên trang cá nhân của cô khẳng định rằng Biển Đông là thuộc về Trung Quốc. Điều này khiến cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy bức xúc và không còn muốn dành tình cảm cho Triệu Vy nữa.